quá quá khủng, quá khủng. Cháo tôi nó đãi gì đâu mà nhiều món thế này. Ôi da, cái này là canh chua. Cái này là sườn. Con này là cá kho. Ôi da, con này là cải xào. Ôi da. Cái này là ớt. Con này là ớt. Tôi biết tôi thích ăn ớt nó cho quá trời luôn. Đã quá, đã quá. Cảm ơn con cháu tôi quá trời. Ăn đi, ăn đi. Đây, quay cho cả nhà quay. Rồi, rồi. Anh không lọc lọc anh thích nhìn cái mặt em, mặt em đẹp quá em thấy. Em cứ ăn đi, anh quay cho em. Trời ơi sao tôi gặp cô vợ gì đâu mà nó đẹp mà. Nói sợ người ta cười. Vợ tôi khen bởi vì bởi vậy nó đẻ cho tôi mấy đứa. Nói lại cười mà nói tiếp đi khoái quá trời. Đây không biết bánh quy đây là chồng của tôi. Chồng tôi rất đẹp trai, hát rất là hay. Đây là danh ca Châu Thành. Nhớ vừa sẽ sắp đi bánh quy trở lại. Thấy vậy thôi. Rồi cảm ơn Honey. Đây là quán cơm niêu Đà Lạt. Mới giờ hát ở chùa xong. Giờ đi ăn cơm, ăn cơm rồi về. Quá xá, khách đông quá, quán này nghe nó ngon lắm mà đại gia đình ơi. Con khách ăn gì con gọi đi. Đây nó bán gì ngon đó. Con không biết con chọn ở đâu chừng ba đâu. Con bằng nguyên cá gì cả. Đó đẹp sơ sơ thôi. Thì cháu đây là Lộc. Con của người chị hai. Nó sống ở ngoài đây. Sống ngoài đây nghe dường ba ra hát thì nó ghé nó rước đi ăn. Đây là bạn của Lộc, con tên gì con? Con Hoàng. Hoàng. Hai thằng giống giống nhau ta, nào cũng có robot xem nhau. Đây không cái máy này chú ra ngoài cái này này bắt ngang để luôn. Con Lê Tâm. Lê Tâm. Quay Lê Tâm quay. Cả nhà bây giờ quay chắc không có cái mặt đâu. Bị gặp dân xịn quay rồi. Bây giờ thì ăn cơm xong rồi đến nhà cháu chơi tí xíu rồi cái bắt đầu ra sân bay trở về Sài Gòn. Chua. Ăn quán này ngon lắm. Cái bớt. Cái bớt. Quý vị biết không, hôm trước mắt được cứu ngoài là do nó sốt. Tại vì nó sốt nó đau. Thì bữa đi bác sĩ, lần đầu thì người ta nói là buồn còn nhỏ chưa mổ được. Bấm xuống. Nhưng mà cứ nghĩ buồn. Ai ngờ đâu bữa nọ đau, đau đi bác sĩ về không hết. Cái bà xã đi bác sĩ khác. Vô thì bác sĩ kia nước đâu là đường là đường đường trong mình rộng trước nhà thờ đúng không vậy? Cái vô lần mắt ra em đọc một cái mũi sườn ram gà kho sả sườn cơm niêu một chiên giòn cá là đủ canh chua cá tầm lớn cho hai con khỏe lại long lanh hơn quý vị thêm long lanh long lanh thêm mình trời ơi ngon lắm đau chảy mắt hoài không
đeo là nó chói, nên quý vị thông cảm nha. Đó, vì vậy cho nên Châu Thanh thì lúc đầu rất là lịch sự lắm, nói thật luôn. Nói chuyện ngoài cái nhà cấp phường Điệp Viên đó gì đó là xong có kiếm thôi. Bây giờ đóng phường Điệp Viên là đây. Đó. Ờ, gặp tôi chắc ngạc, quý vị biết không? Trước mặt của gì mà rất là lịch sự, không có kiếm, không bao giờ cho Thanh được. Khi lên thì nhắm mắt phải xin phép, xin phép đàng hoàng. Bữa mới quay clip cho anh hai Bảo Trung, lúc đó thì chưa đi bác sĩ nha cả nhà, cả nhà có coi thông cảm giùm. Rồi mới đi bác sĩ cách đây mấy ngày thôi, bây giờ cũng mắt khỏe lại rồi. Bữa hôm trời ơi, tôi nói mình cũng biết mai mốt ai cũng đau đau mắt nên mình phải đi khám để kêu bác sĩ kiểm tra. Và bác sĩ cũng tốt nha, mình rửa mắt làm đi, rửa rồi là long lanh lại liền rồi. Tôi phải mừng sảy hết sức là mừng quá mình. Bây giờ thì bao bán một xíu đi, đạo diễn Lê Tâm quay sướng quá nên nói chuyện hoài luôn. Đây cháu tôi nè, Lê Tâm đó, đã chưa cháu tôi đó. Đạo diễn à, đạo diễn Lê Tâm đó. Các bạn nào cần những MV về ca cổ hay ca nhạc gì, cháu tôi sẵn sàng thực hiện đó, vừa đẹp thì giá rất là bình dân. À, cháu tôi là tình nghĩa mà chủ yếu yêu nghệ thuật. À, số điện thoại 0906 777 169. Lặp lại lần nữa đi. 0906 777 169. Đúng rồi, hãy gặp đạo diễn Lê Tâm. Bác bạn sẽ có những cái MV thật đẹp mà giá rất dễ thương. Bởi vì Tâm rất là yêu nghề và Tâm hiểu những cái người nghệ sĩ không phải ai cũng phải có tiền để thực hiện những cái album như mình mơ ước. Nên Tâm đem cái tài năng của mình ra để ủng hộ một chút nào chi phí thôi. Đó, nghe tiếng cháu hôm nay mà chú đã biết hết thông tin thấy không? Mấy năm chú cháu mới gặp lại đó. Có duyên với mấy năm rồi cô. À, đúng rồi. Luôn á. Là bao nhiêu năm rồi? Lúc đó có đi luôn. Chị đã đi rồi, chị này mới đi lần thứ hai đó. Con chú là mấy năm bây giờ? Là từ tối giờ rồi. Ừ. Gần Covid nè. Cái chùa mà Đà Nẵng cũng đẹp quá. Quá đẹp luôn, Đà Nẵng quá đẹp. Rồi đây thì cháu của cháu ruột của dì ba Ngọc Quyền Châu. Quá giống. Ơi giống. Đây bạn của cháu ruột. Nếu mà cả nhà có cần minh họa phim hay gì đó, hay là mời những cái vai. Nó không đòi hỏi nhiều đâu. Vai thì cũng vai giống như vai chính vậy đi. Đâu có nghĩ cháu mình giờ ra đây nó ở, đâu nghĩ là nó lớn lên sao nó đẹp trai vậy chứ. Hồi nhỏ nó xấu dữ lắm. Giỏi hả? Ừ, đó con vừa lớn lên ảnh bọc râu quai hàm dữ thiệt chứ. Quá đẹp. Tôi tưởng trên đất nước này có mình tôi đẹp hay nhờ thằng này nó có đẹp lộ ra như tôi giật mình quá. Lay. Quá. Cháu tôi nó khéo nó biết nói lay nó trời. Hồi nhỏ là nó ưa theo tôi đi hát. Có những chuyện tôi không dám nói nữa. Bí mật gia đình. Bí mật gia đình. Giỏi lắm. Nói chút xíu là ví dụ nó biết dùng ba đi tắm là những lần lấy đồ. Lấy đồ. Đó đi bán đĩa đó gì ba. Đúng là thời đó bán đĩa đã ha. Quá trời luôn. Hồi đó mình làm ra chùa này là bởi vì ba dịp ba hát xong là cũng bán đĩa, đứng bán đĩa. Cái thời bán đĩa đã lắm rồi. Hồi xưa con đi với cô Thủy, con cũng nói con bán đĩa cho cô Thủy không. Cái chùa đó chẳng cãi chứ quán. Lên đây là con mỗi lần lễ gì nó bán con biết không, mấy ngàn cái. Mấy ngàn cái không á. Dễ sợ luôn. Đại Trùng Lâm càng bán dữ. Còn ở Đại Trùng Lâm phải đem theo 10 người bán đĩa. Bị trong chương trình đó thầy cũng mời của mình cô chú à. Nên là tha hồ đâu á. Mấy chục ngàn.
Ôi, lắm. In lần 30.000 đĩa. Dễ sợ luôn. Hát công đức đó. Đó. Bởi hát vậy, công đức đó là Phật tử tổng hộ đĩa. Từ khi có YouTube rồi đĩa chúng tôi bị ế. Bị ế luôn. Còn bỏ đúng nhà mấy tin. Giờ đăng lên YouTube. Bây giờ xin thôi với gia đình. Từ khi YouTube ra tới giờ cháu Thanh còn dư thử ở nhà mười mấy ngàn đĩa. Bây giờ chắc để làm kỷ niệm. Có bên Mỹ bỏ mớ rồi. Bên Mỹ nữa, qua Mỹ. Có Mỹ cũng bên. Qua Mỹ thì cũng mấy ngàn đĩa luôn. Bây giờ cho không ai lấy. Quá quá khủng, quá khủng. Cháu tụi nó đãi gì đâu mà nhiều món thế này. Ôi da, cái này là canh chua. Ồ, cái này là sườn. Cá kho, sườn, dạ, sườn, dạ, sườn, dạ, dạ. Con này là cá kho. Ôi da, con này là cải xào. Ôi da, dạ. Cái này là ớt. Con này là ớt. Tôi biết tụi thoát ăn ớt, nó cho quá trời luôn. Ôi, trời ơi, đã quá. Cảm ơn con cháu tôi quá trời. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Đây, quay cho cả nhà, quay. Trời ơi. Anh không lộc lộc anh thích nhìn cái mặt em đẹp quá em thấy em cứ ăn đi anh quay cho em trời ơi sao tôi gặp cô vợ gì đâu nó đẹp và nói sợ người ta cười vợ tôi khen bởi vì bởi vậy nó đẻ cho tôi mấy đứa tóm lại là cười mà nói tiếp đi khoái quá trời đây. Đây là chồng của tôi. Chồng tôi rất đẹp trai. Hát rất là hay. Đây là giọng ca Châu Thành. Ngỡ vừa sắp đi Vinh Quy trở lại. Thấy vậy thôi. Cảm ơn Honey. Đây là đạo diễn Lê Tâm. Đây là hai cháu đẹp trai của tôi đó mà. Nó rất là giỏi, tụi nó là đại gia nhỏ đây. Đại gia nhỏ. Đại gia nhỏ thôi, không phải là đại gia lớn. Nhưng mà còn trẻ tuổi mà giàu quá cũng nguy hiểm. Ừ đúng rồi, nhỏ nhỏ thôi con. Dạ. Rồi ăn ăn bây giờ ăn cơm ha. Rồi mà cả nhà dùng nha. Vui vui nha cả nhà. Dạ. Vui. Tiếp theo sườn ram ô nóng hổi chưa đổi giờ ăn cả wow. Nhà ơi cả nhà ơi đây cả nhà ơi giỏi vô tâm ơi tâm ơi đây quá rồi quá vô đạo diễn ăn đi chút lên xe ngủ nha mấy đêm rồi ngủ tội nghiệp cháu tôi đạo diễn Lê Tâm nó cũng vì tôi lên xe nó nói nó con ở đâu ngủ con lo chép bài ca cho chú quá trời luôn chúc thôi lên xe ngủ bù con ăn nhiều nhiều đi quất hai thố đi con về cô chú chắc cũng ngủ bù luôn cả ngày luôn à, quá hấp dẫn quá này cơm niêu quá cả nhà ơi cơm niêu niêu nói nếu mà mình ăn bữa chiều á là tới nhà hàng nó cũng ngon lắm trời đất ơi cháu nó đem ra món nữa này là mực chiên giòn anh chúc mình về chứ quán có lộc mở chiều quá để kỳ sau những ba gì ba ra chơi ở đi chơi mấy ngày. Hôm qua hát á chứ thôi đi ra hôm qua rồi. Chứ ta đỡ mệt. Sáng dậy sớm nữa. Ba xá rồi thằng cháu bên đây nó đãi nhiều món quá.